xã và nhóm phóng viên Việt TV Network xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2023. Ekip phóng viên chúng tôi đang có mặt tại City Hall thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California. Và để gặp gỡ và trao đổi với luật sư Bê Đi Dương, chánh văn phòng giám sát viên của quận hạt Santa Clara District 2. Và ngay bây giờ là một số hình ảnh do ekip phóng viên Việt TV Network chúng tôi thực hiện. Dạ, Bê Đi Dương xin chào chị Lisa và xin chào quý khán thính giả của chương trình Việt TV. Cảm ơn chị Lisa và cảm ơn quý vị đã dành thời gian hôm nay để cho Bê Đi cơ hội để chia sẻ những tin tức mới của quận hạt Santa Clara. Dạ, thì hôm nay Bê Đi xin share ngày 8 tháng 12 tại Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ, đường 2410 Center Road, từ 10 giờ sáng tới 1 giờ trưa sẽ có một cái lớp học hoàn toàn là miễn phí, đặc biệt cho những chủ tiệm kinh doanh nhỏ, những small business, những tiểu thương. Đây là cái workshop về digital marketing. Thì bây giờ là có thể là quý vị là có thể là biết rõ ràng mình biết về Facebook, mình biết về Instagram, mình biết về online, nhưng mà làm sao mình có thể quảng cáo cái kinh doanh nhỏ của mình, cái tiểu thương của mình trên những mấy cái digital platform, trên mạng cho một cách cho nó thành công để cho nhiều người có thể thấy được. Cái này Betty cũng không có rành cho nên hy vọng ngày đó Betty có thể tới được để tham gia cái lớp này luôn. Nhưng mà thưa quý vị ơi, đây là cái lớp hoàn toàn miễn phí. Thường thường những lớp này là tính tiền, họ tính một cái fee để cho những người có thể vô học á. Nhưng mà cái này đó là có thể học, có thể là vô miễn phí để học được. Sẽ có những người chuyên nghiệp về cái ngành này, về digital marketing, online marketing, quảng cáo trên mạng, quảng cáo qua những cái social media platforms, là sẽ có cái lớp dạy học này cho hoàn toàn miễn phí và sẽ có refreshments nữa. Cho thưa quý vị ơi, xin quý mong quý vị ai mà interest có hăng hái muốn biết thêm về quảng cáo trên mạng, quảng cáo như thế nào mà có thể cho nó effective, cho có thể có đông người, đó là quý vị xin tham gia cái lớp này. Thì đi xin lặp lại là cái lớp này sẽ có vào ngày 8 tháng 12 tại Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ ở 2410 đường Center, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Cái lớp hơi dài nhưng mà Betty hứa là ngày đó sẽ có rất là nhiều cái học mới, rất là nhiều cái chi tiết mà sẽ giúp quý vị trong cái nghề nghiệp của quý vị, làm chủ của một cái thương mại, một cái tiểu thương, một cái business nhỏ. Cảm ơn chị. Thưa Betty, cái ghi danh cái này là từ bắt đầu từ hôm nay hay là bắt đầu từ lúc nào ạ? Đúng rồi, có thể bắt đầu, có thể ghi danh ngày hôm nay, có gọi tới Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ và cho họ biết là quý vị muốn ghi danh cho cái lớp này. Dạ, yeah. Có gọi tới số 408-560-0196, điện thoại của Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ. Quý vị có gọi tới đó đang chỉ có thể để dành chỗ để có ngồi trong lớp. Lớp sẽ là từ 10 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Hơi dài, sẽ có điểm tâm, sẽ có refreshments để ăn. Nhưng mà thưa quý vị ơi, cái lớp này sẽ đầy đủ những chi tiết mới để cho học hỏi thêm về cái cách để quảng cáo cho cái kinh doanh nhỏ, cái giới tiểu thương của mình. Còn có một cái thông tin nữa, cái này Betty đã từng nói rồi nhưng mà hôm nay xin lặp lại, tại vì quận hạt đang rất là cần mướn người, phải cần mướn tới 2.000 người cho cái việc bầu cử sơ bộ trong tháng 3 2024. Bây giờ Betty biết là lúc đi ra ngoài đó là có nhiều người đã nghe cái thông tin này, nhưng mà Betty thấy là có thể lần trước Betty nói chưa có rõ, tại vì thưa quý vị, đừng có đợi tới tháng 3, đừng có đợi tới sang năm để xin công việc này, để vô gọi để xin việc. Quý vị có thể bắt đầu ngay bây giờ. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có gọi tới số 408-918-9169. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh do ekip phóng viên Việt TV Network chúng tôi tường trình tại City Hall thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California. Lisa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự kỳ tới.